ngay sau đây chúng tôi sẽ được mời trọng tài chính cùng bước lên để làm thủ tục bắt đầu trận đấu. Boxing mạnh về đôi tay thì Muay lại lợi thế hơn một chút vì có thể sử dụng được cả chân. Vậy thì hôm nay sở trường là tay hay một môn võ có cả chân và cả tay với những đòn thế có thể nói là rất hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Hoàng Thị Thùy Giang. Cả hai võ sĩ, đây là cặp đấu của hai võ sĩ trẻ nhất ở giải đấu năm nay. Vừa rồi là một tình huống mà cả hai võ sĩ đều đang cố gắng để vào được đòn tư thế vật và họ cũng đã check down được đối thủ. Tuy nhiên có vẻ như là sự chủ động đang đến với Quỳnh Hoa. Đang là những tình huống body lock. Lúc này võ sĩ đang yếu thế hơn, đó là Thùy Giang. Cô đang cố gắng để có thể không cho đối thủ vào được tư thế khóa siết. Quỳnh Hoa là võ sĩ đến từ đội tuyển võ thuật Thái Nguyên. Cô vốn là một võ sĩ tán thủ, bộ môn chuyên sử dụng các đòn vật. Và sau đó thì cô gái này đã chuyển sang thi đấu bộ môn Muay Thái. Vậy nên không khó hiểu khi Quỳnh Hoa là người đưa ra những cú tấn công ở dưới sàn nhiều hơn. Đang vào được đòn khóa siết đến từ Quỳnh Hoa. Thùy Giang đang rơi vào thế khó. Thùy Giang đang rất cố gắng để có thể thoát khóa, nhưng lúc này thì Quỳnh Hoa vẫn đang đạt được ý đồ của mình. Tuy nhiên chưa thể thành công, như vậy là một đòn armbar sẽ được thực hiện. Thế khó khăn, chúng ta hãy cùng xem tình huống này. Một động tác kỹ thuật rất chuẩn của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Chiến thắng bằng đòn armbar. Giây phút đầu tiên của hiệp 1 của cặp đấu thứ hai, chúng ta đã có người chiến thắng và chiến thắng bằng knockout. Thưa quý vị, hãy dành những tràng pháo tay cho chiến thắng knockout đầu tiên cho sự kiện đêm nay. Và phần thắng thuộc về võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, xin được chúc mừng. Và như vậy là chỉ trong trận đấu này, trong những khoảnh khắc vừa rồi thì Muay đã chiếm ưu thế so với boxing. Thưa quý vị, đến với sân chơi của võ thuật tổng hợp thì một võ sĩ phải có trong mình rất nhiều các kỹ năng của nhiều bộ môn võ thuật khác nhau. Và đêm nay chiến thắng ở khoảnh khắc này đã thuộc về võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa với sở trường là Muay. Chúng tôi xin được mời trọng tài và hai võ sĩ sẽ đến với khu vực trao thưởng. Với việc đã không thể giành chiến thắng, võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang đến từ câu lạc bộ võ thuật nhà thi đấu Đồng Nai sẽ nhận được phần thưởng là 10 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Hẹn gặp lại bạn ở những giải đấu tiếp theo. Và với việc giành chiến thắng knockout, võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa của chúng ta sẽ nhận được phần thưởng là 30 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao Tổng cục Thể dục Thể thao, sẽ đại diện ban tổ chức trao phần thưởng 30 triệu đồng cũng như cúp dành cho người chiến thắng trong cặp thi đấu này.
Xin được trân trọng kính mời ông. Vâng, cúp và 30 triệu đồng. Bên cạnh đó là phần thưởng 5 triệu đồng của nhà tài trợ Hyundai Tsimoto. Xin được chúc mừng. Và võ sĩ của chúng ta hãy nhớ, và quý vị khán giả của chúng tôi hãy nhớ, với những võ sĩ chiến thắng trong sự kiện đêm nay thì họ còn nhận được phần thưởng là 50 triệu đồng của công ty cổ phần võ thuật tổng hợp Việt Nam trao tặng. Xin được chúc mừng.